Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ bảy cuối tuần ngày 24 tháng 2 năm 2024, thầy Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tuy là ngày cuối tuần, thế nhưng bệnh nhân mới từ các tỉnh thành phố trong nước đã tìm đến phòng khám rất đông. Bệnh nhân mới được tiếp nhận trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, thoáng mát, tạo không khí thoải mái cho các bệnh nhân mới khi đến đây xin đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư, không còn cảnh liều bạt nắng gió bụi mù như trước đây mà có người cho là đòn gánh hát sống giang. Tôi là tên là Hoàng Thị Duyên ở Vĩnh Cửu Đồng Nai lên đây ạ. Cô vậy cô có thể cho biết là bệnh tình của chú ở đây như thế nào không? Bệnh tình của nhà tôi là đã đi bệnh viện Hoàn Mỹ này, xong rồi họ là bị tiền liệt tuyến, xong rồi là họ phẫu thuật xong rồi cứ vẫn cứ theo thuốc, thế sau thời gian thì nó lại đau. Nó đau rồi là lại giới thiệu lên bệnh viện Biên Hòa, đa khoa Biên Hòa. Thế Biên Hòa thì họ lại giới thiệu sang bên Ung Bướu Sài Gòn. Thì Ung Bướu Sài Gòn thì cũng đã làm các cái đi khám rồi, thủ tục thì họ cũng cho giấy. Thế là nhưng mà chúng tôi là được người giới thiệu là họ đã chữa ở đây rồi, họ giới thiệu là chúng tôi lại không tiếp tục chữa Sài Gòn nữa mà lên đây luôn. À, vậy thì cô là đến đến đây là lần đầu tiên, vậy cô thấy ở chỗ này mới xây dựng xong á, cô thấy như thế nào? Quá là khang trang và đẹp, rộng rãi thoáng mát, tất cả là các thầy và những người phục vụ ở đây rất là nhiệt tình hiếu khách ạ. Thì cô thấy như cơ sở vật chất như vậy thì tâm lý của cô là có yên tâm trị bệnh hay không? Cô Tôi có thể chia sẻ. có tin tưởng thầy các thầy ở đây để tôi đến chữa bệnh, rất hy vọng là các thầy giúp. Sao mà cô biết ở đây cô tới này? Thì có cái anh ở gần đấy, anh ấy quen thì anh cũng đã chữa từ hôm trong Tết, anh về anh nghỉ Tết, thế là thế nghe thấy kể chuyện thì là anh ấy giới thiệu đây, anh cũng lên đây luôn, anh đưa dẫn lên tận nơi. Chị có thể giới thiệu họ tên với từ đâu đến không? Dạ, em tên Trịnh Thị Kiều Ngân ở Tây Hòa, Tâm Bình, Cai Lậy, Tiền Giang anh. Xin chị cho biết bệnh của bác ở đây là diễn biến từ lúc mà phát hiện á, rồi đi khám mà bệnh ở đâu và đi khám rồi như thế nào? Cha em trước là trước ngày 19 tháng 1 là ở nhà đi tiểu ra máu rồi mới đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì ở trên đó người ta chẩn đoán là có khối u ở tuyến tiền liệt, rồi người ta có nói là mổ, nhưng mà cha bị tiểu đường tiếp 2 á, rồi gia đình họ thống nhất mổ rồi đưa qua bên khâu ung bướu để xạ trị. Thì em cũng gia đình cũng không thống nhất là xạ trị nữa, tại vì nghĩ là nó vô thuốc, nó giật cha chị không nổi, lớn tuổi á, có bệnh nền người ta biến nữa. Rồi em cũng theo dõi trên đài phần này kia nọ rồi biết cái nơi khám này nè, rồi có thằng em ở bên Tiền Giang cũng qua đây trị trước rồi mà giới thiệu, rồi thành ra em mới đưa cha qua đây để trị. Những cái chăm sóc của thầy ở đây thì bệnh nhân có thể đánh giá như thế nào? Dạ, sớm em tới thì thấy chị hướng dẫn thì cũng nhiệt tình vui vẻ, thầy khám thì thầy Thanh thì thầy cũng tận tình, thầy chỉ dẫn cách điều trị như thế nào cho cha để hết bệnh đó, ăn uống này kia, thì em thấy em cũng hài lòng, em cũng thấy được. Như cơ sở vật chất. Dạ, về cơ sở thì mình đây cũng còn thiếu thốn nhiều, thì từ từ chắc tu bổ có mạnh thường quân ở đâu như biết đến thì giúp đỡ, thì cơ sở mình nâng cao hơn nữa, nó càng ngày càng tốt hơn. Cái đó là hiện tại thì thấy Dạ, hiện sao? tại mình thấy thì cũng được rồi anh, tốt rồi. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, Thành Võ đang có mặt tại trước sân phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Sáng nay, nhà thầu tiếp tục thi công công trình mái che hơn 200 mét vuông diện tích kết cấu khung sắt mái tôn theo quy cách nhà tiền chế. Sáng nay đã thi công hoàn thành khung sắt và tiến hành lợp, đến chiều nay thứ bảy 24 tháng 2 sẽ lợp xong. Như vậy, chủ nhật bệnh nhân được nghỉ và sáng thứ hai bệnh nhân đến phòng khám sẽ được để xe dưới mái che thoáng mát, sạch đẹp, khang trang. Công trình này do gia đình cô Lê Lan tài trợ. Dạ thưa cô Lê Lan, thì được biết cô
nhà hảo tâm từ lúc cha Tường, cha Phêrô Nguyễn Văn Tường còn tại thế, đến hôm nay thì cha cũng đã mất rồi, nhưng mà cô vẫn thể hiện cái tấm lòng bác ái đối với phòng khám. Hiện tại thì các thầy đang trị bệnh ở đây, xin cô cho biết cái tấm lòng bác ái của cô là xuất phát từ những cái ý niệm gì để trải lòng với phòng khám cũng như bệnh nhân ở đây. Ý niệm gì hả? Tại vì thấy bệnh nhân ở dưới này trị bệnh ung thư đông, muốn giúp đỡ cha Tường có kinh phí để chữa bệnh cho đồng bào. Với thấy đồng bào bệnh nhiều á, cũng có cái tình thương á, muốn giúp làm được cái gì làm cho phòng khám cha Tường ngày càng phát triển. Thì được biết thì những cái nguồn vận động đó, cái nguồn mà cô tài trợ cho chỗ phòng khám đó, thì nói chung là những cái nguồn đó cô được tích lũy từ, nói chung từ đâu? Thì bên Mỹ mình cũng có mở tiệm nhà hàng chay cũng mười mấy năm, mình làm cũng gom góp để trích ra một phần để làm chuyện từ thiện về Việt Nam. Thì thấy cha Tường làm việc có ý nghĩa, yêu thương cho không có tính toán vô vụ lợi á, thì mình cũng thấy với cái chánh là cha muốn những bệnh nhân và những người làm việc phải ăn chay, thấy cái đó quá ý nghĩa tốt cho mọi người, thành ra thấy cái đó quá hay, thành ra mình đóng góp hết mình để ủng hộ cha làm việc tốt đó. Thì được biết chú Cung, con cũng thấy cô từ hồi Tết Nguyên Đán tới giờ, thì cô cũng trước thì sau, trong thì sau Tết Nguyên Đán cô cũng ở đây, thì cô có thể nói thêm về các hoạt động ở đây như thế nào, cô đánh giá chung? Thì thấy hoạt động mấy thầy với mấy người làm việc chung hồi nào giờ với cha đã làm việc hết mình, phục vụ hết mình cho những bệnh nhân nhu cầu đòi hỏi những cái gì làm được, thì thấy ở đây làm hết mình, thành ra thấy cũng quá tốt. Với xây dựng lại những cái phòng khám cũ bị đập phá, bây giờ mỗi mạnh một số mạnh thường quân thấy vậy họ cũng thương, họ giúp đỡ cũng nhiều, trong đó cũng có mình giúp đỡ để làm việc những việc tốt cho tương lai về sau để chữa bệnh nhân. Thấy quá hay, thành ra ở đây thời gian dài thấy cũng làm việc giúp được gì giúp thấy cũng vui, những cái việc có ý nghĩa. Dạ, nói chung là Thành Võ cũng thay mặt các thầy tại phòng khám cho tự thương cho không để áp dụng lớn xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cũng ghi nhận tấm lòng bác ái của gia đình cô Lê Lan. Dạ, cũng đã tài trợ nhiều cái, nói chung là tài trợ rất nhiều cho phòng khám này. Con thay mặt cũng cảm ơn gia đình cô Lê Lan và chúc gia đình cô mạnh khỏe và được Chúa ban hồng ân. Dạ, xin cảm ơn cô. Cảm ơn Thành Võ. Dạ. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tính đến thời điểm này, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy cơ bản đã dần dần hoàn thành một số công trình hạng mục, cơ bản đã trải qua những khó khăn trước mắt. Phòng khám và bệnh nhân luôn luôn biết ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để thể hiện tấm lòng bác ái, nhiệt tình giúp đỡ phòng khám, trải qua những biến cố, vượt qua khó khăn để phục dựng lại cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp như ngày hôm nay. Tuy nhiên, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy cũng còn nhiều mặt thiếu thốn về tài chính để hỗ trợ miễn phí gạo, nước, thảo mộc cho bệnh nhân và hoàn thành hành trình yêu thương cho không mà cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã dạy. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy phải áp dụng lớn xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục thể hiện tinh thần bác ái, vòng tay yêu thương thông qua các thầy để giúp đỡ cho những hoàn cảnh bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo được hưởng thụ những tấm lòng bác ái và nhanh chóng khỏi bệnh để hòa nhập cộng đồng, vui tươi hưởng thụ cuộc sống mới lành mạnh hơn. Dạ thưa cô có thể
giới thiệu cho con biết là họ tên gì với ở đâu đến không cô? Tôi tên là Hoàng Thúy Vinh ở Bạc Liêu. Là mẹ của bệnh nhân? Dạ, dạ, tôi là mẹ của bệnh nhân Dương Hoàng Long. Thưa cô, vậy thì cô có thể tâm chia sẻ với tụi con biết là đầu tiên á là chỗ bệnh nhân Dương Hoàng Long này nè, vô đây là tình trạng như thế nào, là đến thời điểm này là qua thời gian trị bao nhiêu ngày á? Dạ. Và có chuyển biến ra sao được cô biết? Dạ. Tức là khi mà ở thành phố ấy, thì là trị xạ hết 35 lần rồi, nói coi như là bác sĩ gọi lên nói là bây giờ là coi như hết đường rồi. Dạ, nếu mà gia đình có điều kiện ấy, thì là mỗi một tuần là vào một mũi sinh học 20 triệu. Mà nếu như là nó hợp thuốc ấy, thì cứ vào liên tiếp vậy mà cho đến khi nào nó kiểu thuốc như là nó lờn thuốc ấy, thì là coi như là xong, là hết, là chết. Còn nếu nó không hợp thuốc ấy, thì chỉ một hai toa là nó không hợp là cũng bị chết luôn. Thì bác sĩ là giờ bỏ hết cách chữa rồi. Thế cho về. Về thì khi mà về thì trước khi về thì ở phòng trọ ấy, thì là có một cái bà cũng trước bà cũng ở đây. Bà giới thiệu là khi nào mà về thì chắc đến chỗ cha Tường. Thì cha chữa được bệnh ung thư. Còn bà thì đã từng ở đó rồi nhưng mà bà tại vì không có người chăm sóc ấy, bà cô đơn nên là không ở được. Thế là bà thì về. Nhưng mà khi mà về thì tính là về nhà Tết này thì qua Tết thì mới đến. Nhưng mà khi về ở nhà được 2-3 bữa thì bắt đầu là đau dữ dội, không chịu nổi. Thế là hai mẹ con của vậy thì đi lên thành phố thì rút hồ sơ về. Rồi để đến đây, tại vì sợ là khi mà nó bệnh nặng ấy, thì lại phải nhập viện, thì lại phải, cho nên phải để hồ sơ đó. Thì là lên thành phố rút hồ sơ về thì là đi thẳng từ Sài Gòn xuống đây là nhập vào chỗ cha Tường này luôn. Thì khi mà đến đây thì là coi như trên thành phố là khoảng hơn 10 ngày là cháu nó không có ngủ được một tí nào cả. Suốt đêm nó ngồi nó bó gối vậy thôi. Mà nó đau dữ dội lắm. Một ngày là phải uống 8 viên thuốc giảm đau với lại thuốc ngủ rất là nhiều. Nhưng mà không ngủ được và cũng không có giảm đau. Thì khi về đây thì là ngày đầu ấy thì là mặt mũi nó sưng chề hết như mọi người đã biết rồi đó. Sau khi được 2 ngày ấy, thì là cháu ngủ được 2 tiếng. Và đến ngày thứ 3 thì là 3-4 tiếng. Và bây giờ thì là khoảng 10 ngày là bắt đầu cháu ngủ được khoảng 5 tiếng một ngày rồi. Nhưng mà giờ đau thì nó giảm đi rất là nhiều. Coi như là một ngày nó uống có 2 giác thuốc giảm đau thôi đó. Thì tình hình cháu bây giờ là hàng ngày là ra đồng tắm nắng vậy đó. Thì ăn uống thì cháu ăn rất là tốt. Ăn theo cái chỉ định của cha ở đây là cháo nano với lại thảo dược đấy. Là tuyệt đối là không có ăn động vật. Thì hiện nay cháu cũng vẫn khỏe bình thường. Bây giờ thì nó chỉ còn đau thôi. Đau nhưng mà đau đỡ rất nhiều so với Sài Gòn ạ. À, thưa chị. Dạ. Được biết chị là mẹ của em Di An. Dạ. Bệnh nhân ở đây nói chung là chị ở đây cũng nhiều tháng rồi. Thì đến thời điểm này thì theo chị đánh giá chung chỗ Di An nó như thế nào ạ? Dạ, hôm nay thấy cháu nó cũng ổn định hơn trước nhiều. Mà nó không còn nói chuyện làm xàm nữa. Mà thấy cái khối u của cháu hôm nay nó cũng giảm nhiều. Nên là con cũng xin thầy, hay là cháu được 3 tháng rồi. Con cũng xin thầy để cho cháu đi khám lại. Xem sự giảm bớt của cháu được bao nhiêu. Còn cái bệnh u não của cháu thì chắc cũng kéo dài. Cũng phải mấy tháng thì nó mới gọi là hết hẳn. Chứ đòi mà hết hẳn thì cũng khó lắm. Ăn ngủ của cháu thì thấy cháu ăn nhiều hơn trước. Còn ngủ thì thấy ngủ sâu hơn. Mà nói chuyện thì thấy lanh lẹn hơn trước nhiều ấy. Không còn như trước ấy. Dạ. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy,
chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang, Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.